Quang Hải đầu quân cho Bao FC của Pháp. Theo tờ báo L'Equipe của Pháp, Quang Hải nhiều khả năng sẽ gia nhập Bao FC với hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản gia hạn 1 năm. Tờ này khẳng định thỏa thuận giữa Quang Hải và Bao FC đã đạt được cách đây vài tuần, nhưng phải hoàn tất việc xin visa lao động. Sáng nay, ngày 27 tháng 6, tiền vệ người Đông Anh sẽ bay sang Pháp để kiểm tra y tế. Dự kiến, anh được kiểm tra y tế sau đó 2 ngày. Nếu vượt qua thủ tục này, hợp đồng của Quang Hải với Bao FC sẽ có hiệu lực, biến anh thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở một giải chuyên nghiệp của Pháp. Pau FC được thành lập năm 1959, là đội bóng cùng tên mới thành phố Pau ở miền nam nước Pháp. Đội bóng này chủ yếu chỉ hoạt động ở các giải nghiệp dư, bán chuyên. Vào năm 2020, Pau FC giành quyền lên hạng Ligue 2. Mùa giải 2021-2022, đội bóng này xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Ligue 2. Thời gian vừa qua, có rất nhiều những tin đồn xung quanh bến đỗ của Quang Hải tại Pháp. Có tới 5 đội bóng được đồn đoán là Quang Hải sẽ tới thi đấu tại Pháp, đó là Dunkerque, Metz, Nîmes, Sorge và Pau FC. Tuy nhiên, L'Equipe là tờ báo lớn đầu tiên tại Pháp đưa tin về việc Quang Hải gia nhập Ligue 2.